Đi, mày đi diễn tác đi. Luôn đi đi anh à. Đây. Đi qua kiếm mối nữa. Cho em làm video em trả thù nữa nè. Nè, thế này nè em. Sao vậy? Nè. Này nè. Đây đây đây, có con minivan đó kìa. Đây 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 anh em ơi. Qua wow, quẩy độn tiếp anh em ơi. Trời ơi. Đi xe thê cũng được. Dẹp đồn nữa luôn. Quá mày khứa nè, em đi chung mày khứa nè. Ê ê ê ê ê, em thấy gì không? Ê 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 ê. Uni ơi, Uni dừng lại anh kiểm tra hành chính cái nào Uni ơi. Kiểm tra hành chính nha. Kiểm tra hành chính cái Uni ơi, để anh kiểm tra em coi. Ừ thôi vậy thôi, chạy đi không sao đâu. Tại trong thành phố này chắc không có cảnh sát đâu em ơi. Chứ anh thấy đâu có ai kiểm tra mình đâu. Thành phố buồn. Đâu có đâu, có cảnh sát người ta. Ở buồn. Có cảnh sát là ta kiểm tra mình rồi em ơi. Chứ ta đâu, chẳng lẽ ta không kiểm tra. Đúng không? Dễ gì. Nó đang lùa mình kìa, nó đang lùa mình kìa. Cầu đông á, cầu đông á. Cầu đông á. Nó đang lên cầu kìa, nó đang lên cầu kìa. Nó lên cầu đông lắm, nó lên cầu đông lắm. Đi đi mượn hàng em ơi. Quan quý nó chưa ăn ulti nó chết rồi, nó bị bắn chết luôn rồi. Ui. Trùng á, trùng á. Nó đang set up mình ở đây này, nó set up mình ở chỗ cầu luôn, đang vừa bắn đây này. Rồi cho cái nó đi. Nó bắn mình chưa? Chưa. Trời ơi, đá không kìa, thằng quỷ. Hôm qua nào vậy? Này. Hả? Nghe. Có một thằng nó lấy xe em, nó cũng bị cả. Nó quay lại xong em bắn, nó chết rồi không? Nó chết rồi. Nào. Ủa, mà nó gọi xe mày, mày bắn, bắn nó thôi. Nó uy xe mà. Ừ. Vâng, em nó chết rồi. Nghiếm kìa. Nghiếm một hồi nè ha, bị phát. Ê, Phan nè, bây giờ. Bây giờ nè, anh quan trọng nè, đừng có chửi nó. Bây giờ anh nói trước á. Bi đi, đừng không có chửi nó nha. Bây giờ anh nói nè, ủa đi máy bay ra làm cái gì á? Nó sẽ đớp trên cao á. Trời tội nghiệp không ngày bị thương nè. Ấy có công an gì à, có anh nhớ có công an nữ công an Annabelle với em ơi mà không biết đâu rồi, không tiêu rồi. Annabelle hả? Annabelle. Ừ nhưng mà trong này có Annabelle thắng thì thắng thì bỏ tù thôi đi kiện á. Hay lắm. Dạ sao xếp ông này chạy 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 vậy? Ơi, ông biết chạy em vậy không vậy? Ủa sao gọi lại công an vậy? Sao không gọi vậy? Kiểm tra hả? Cái này là đồng chí ấy đang soạn megaphone này. Nghe đây nè, nghe đây nè Vũ, nghe chỗ nào vậy Vũ? Sao đồng chí? Đồng chí nhà hả? Đồng chí đi đi ngược chiều nào. Đồng chí không có chuyện nghe đồng chí, không gọi đâu đồng chí ơi. Nhảy nè đồng chí ơi, nhảy đồng chí ơi. À. Đồng đội đồng chí đi thương, tôi ở đây tôi thấy người dân bị thương mà. Lên xe đi, lên xe đi, lên xe đi, lên xe tắm đi. Cầu đi, cầu đi, cầu đi, cầu đi. Không không được nha cậu Vũ. Chỗ này dễ bắn nè, chỗ này dễ bắn nè. Chỗ này dễ bắn nè. Lên. Dạ kiểm tra cái gì vậy đồng chí? Dạ hả? Có anh kiểm tra không? Có kiểm tra không? Chọn rồi, có rồi, chọn rồi, có rồi. Anh ơi anh đậu xe anh công an, anh muốn đậu gì anh đậu sao, anh đậu ngược chiều gì, anh cho tụi tôi đi coi. Anh lùi lại đi. À kiểm tra kìa. Hay hả? Ờ chuẩn bị chờ xe đốp nha. Đây mày gọi xe đốp, bị gọi xe đốp em ơi. Anh chuẩn bị bắn á. Anh thấy nào phát cái này ra ra xe thành phố là được rồi. Đó, chỗ này bắn được mà. Chỗ nào bắn cũng được hết á. Đừng để tụi nó leo lên cao được rồi. Trời ơi, chết rồi, cảm thấy được người. Đó rồi, nó chạy xe chết rồi. Này rồi, kêu gọi tao không má nó đi chiếc gà số 3 chứ. Trời ơi, trời hôm nay đẹp dữ trời, đẹp trời. Bắn cái đầu con clip của anh nó trốn rồi, nó chốt rồi. Anh em ơi, chuẩn bị với bắn anh em ơi. Má của anh nè bèo trốn em ơi, con mẹ nó, cày thế giờ. Ê, sếp ơi. Ai đừng tử ra, nó. Không. Ai mà nói. Sau khi nó công nhận xấu thì còn anh nè bèo cày thế giờ. Anh nè bèo xấu ghê luôn. Má mày thì được ra tắm cho cái đắp chân kìa. Rồi ghé tập quá quên rồi bây. Không thật nhiều, cái tập quá luôn, đéo nó nhiều. Ghé tập quá mua búp bê Annabelle em ơi. Ghé tập quá mua búp bê Annabelle nha. Sao nói
đi đi vô đá tập quá đi ơi, tập quá nè, quá nè, quá tập quá, không không cướp tập quá gặp gắn đó, không cướp tập quá gặp gắn đó, đừng đừng cướp nha, đừng cướp nha, thôi thôi cậu cướp đi ơi, cậu cướp đi đấy, cướp đi cướp đi cướp. Ví dụ mà tự nhiên giờ mình đứng đây mình coi mà tự nhiên có thằng nào vô nó cướp tập hóa chắc hôm nay mình chạy tới kịp đúng không? Không kịp chứ kế bên sống kịp. Sao mà sao mạng không? Ê! Xe... Ê xe mình công nhận bô lớn quá ha. Xe bô lớn quá. Đâu đâu. Chị là the rip đồ á. Thôi ra thành phố này chắc có the rip thể hiện nè anh em ơi, chắc để anh thể hiện vậy không ơi. À ra chỗ này cũng đông đông á, chọc á. Nè bác sĩ Win ơi, bác sĩ Win đi đi anh em ơi, đi 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 kiếm mối nè, không kiếm mẹ đâu bác sĩ Win ơi, đi kiếm mối, kiếm mối đồng chí có thích không? Ôi anh đi xe rồi chọc đẹp. Chị ơi, tôi ghé xe vô chỗ đổ này, tôi ghé vô tập quá tôi mua coi, mấy ông chí có mua thì mua lẹ di chuyển đi mọi người. Chị ơi, đồng chí ghé xe tôi chạy vô, tôi lùi vô xíu đồng chí. À mà mấy chỗ này ghép vô được không ta? Đậu hết rồi. Ê mọi người ơi, lại đi tập quá rồi. Ê có đi tập quá vui lắm nè. Đang lùi lại xíu đi. Em bị băng game trong bây giờ mình vô cướp luôn hả? Nào bèo đi. Đó nào, bây giờ đụng luôn hả? Kìa, đụng nào quá. Xe cam này. Ê, thiệt tình như. Để đụng xe tôi. Đồng chí ơi, trời ơi, tôi thích ăn lắm á. Anh học lực giao thông á Bonnie. Ờ thì anh thấy là đậu xe vậy là được nè, chắc con có công an là công an mới phạt thôi, đậu xe vậy là đúng lực nè. Ờ như vậy đúng không? Ờ đúng rồi. Ơi đồng chí ơi, đồng chí ơi. Đồng chí ID38 ơi, tôi người dân tôi muốn lỗi lực xíu đồng chí ơi. Hàng chí thấy Audity mà nói gì không người ta. Ông đúng rồi. Cho tôi xíu xíu đồng chí. Ôi công an, công an anh hỏi chuyện chạy đâu nè. Ôi công an gặp dân chạy luôn nè. À BD đang bao dây nha. Xuống đó, xuống. Công an này là tôi mà. Công an này hỏi không trả lời luôn, không tương tác với người dân luôn. Khó chịu quá hiểu chứ. Không, công an chỉ súng kìa. Công an chỉ súng. Ôi, công an bắt người kìa. Ôi, cái gì vậy? Sao anh bắn người? Anh bắn người. Anh bắn người. Anh nói đi, chúng nói đi, nổ súng đi đi chính. Đi chính. Anh làm gì anh nổ súng vậy? Bắn nó Vũ. Thằng nào ai đi chính bắn nó đi. Thằng nào ai đi chính nó chết em mày bắn nó trước. Tăng bắn nó tăng. Anh ơi, gì báo cái đây ơi, nó bắn mình trước mà. Nó chích điện mình trước mà. Gì công an, gì. Nó chích điện mình mà. Chết. Anh em ơi. Nó trong công viên. À, bung kìa, Winter xuống kìa. Winter xuống nóc nhà kìa. Chí nào Winter xuống nóc nhà nè, tôi gọt rồi nè. Ủa đi coi hết đây nghe. Hừ. Cái nóc nhà kìa. Ở góc qua anh em ơi. Ở phía bên kia của cái ở góc vô. Ở cái phía bên kia của công viên nè mọi người. Cái xe màu trắng á. Đang bắn lên kìa. Đây đang bắn của nó này. Thôi. Em mới có tập quá luôn đó, em mới đá cái đó. Không anh đi bơ gan qua, đi mắc lộn đứng quá dởm, còn suy nghĩ cái dởm ra kìa. Đó chết rồi. Ủa thôi. Thì gánh nổi. Đi cho anh em. Ui, ở trong công viên đông lắm. Trong công viên đấy, anh em đẩy vào trong công viên đi, đừng có chạy lên men ở ngoài nữa. Nãy em lòi, em bắn chết ở trong rồi. Cái này em bắn anh để anh chết rồi ha, điện ba thằng kia bắn chết em bắn anh về bệnh viện á. Mày ơi, còn nhiều còn nhiều trong cái hẻm công viên á, trong cái hẻm chỗ chỗ tập quá. Ở trong hẻm còn nha, ở trong hẻm còn nha. Không, cứ o về bệnh viện đi, cứ o về bệnh viện đi, không có sao hết á. Anh em cứ bình tĩnh đi, không cần bắn chết nhau đâu. Ủa sao mà tự nhiên nói chuyện mày giờ tao. Chứ mà hiện giờ cứ lấy vô đó mày bắn nó thôi. Là đủ rồi. Trước mà. Bắn về mình về đi.
nó liền. Ở đi nóc lên nóc lên nóc. Cái nổ xuống nó liền. Đúng rồi, đó mày để ba cái là nào. Tự nhiên chích điện mình ta, tự nhiên chích điện ta. Tự nhiên chích điện team mình nó lại là quên lỏng luôn. Đang quên lép gì vậy? Ok ok ok, thôi à. Gì vậy em đi. Để cho anh em, để cho anh em. Còn lấy tổ na, còn lấy tổ na nha. Chưa nha, đâu. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đối diện gara. À, đang còn. Ra cho đi không không. Đang còn mấy thằng đi xe này. Lầm hết, Chạy rồi.